Mở luôn này. Thầy bảo mở là mở này. Ôi, ôi, ôi. Anh xem tổng kết bao nhiêu áp lực là đây, đây, đây. 1,5 nhỉ. Ăn đấy, anh nghĩ là ăn đấy. Ăn đấy, ăn đấy, ăn đấy. Và đừng quên click vào link phía dưới hoặc sử dụng code BOMAN để nhận thêm 10% deposit anh em nhé. Ui, về năm là đẹp. Ui dồi ôi, em muốn trả tràn làm một phát 14 triệu ạ. Để anh em chuẩn bị lên một màn hình skin club cho anh em. Anh thuê anh nay nay chơi hộ em được nhỉ? À dạ, thế anh chơi hộ luôn à? Đầu tiên là gửi anh em cái code. Biết là mệnh của bên nhà đầu tư là mệnh gì nhỉ? Em mệnh thổ anh ơi. Mệnh thổ à, mệnh thổ. Ok, ngày hôm nay mệnh thổ. Anh cứ lựa cho em mấy hòm, từ cái hòm mồi cho đến hòm chính thì anh lựa cho em mấy cái màu để nâu nhạt cho em nhé. Được không ạ? Dạ là cái ngày hôm nay, cái buổi tối ngày hôm nay khi mà đang trong khoảng 1:16 này, nó giờ rất là xấu, giờ đại kỵ. Thì bây giờ phải làm lễ. Lễ bây giờ có lẽ là em sẽ phải tự làm cái lễ đấy để em giải hạn để cho nhà đầu tư tốt hơn. Đấy. Bình thường là nhà đầu tư phải làm lễ. Thì ok. Bây giờ là em phải làm lễ cho, được chưa? Có hai hộp ngay từ đầu, thích màu xanh hay màu đỏ? Để phá được cái lễ này thì anh cứ lấy cho em một cái màu chót, màu đỏ chót vào cho em. Đỏ chót đây, đây được chưa? Có đủ đỏ không? Rồi ok anh, rồi đợi em tí đã, đợi tiền về anh em. Đây, tiền lễ đúng lúc luôn. Làm lễ đúng lúc, làm lễ luôn. Nói phải làm lễ đấy, hợp lý thôi. Rồi, ra màu xanh em ơi, xanh lét luôn. Rồi, màu xanh là hợp lý rồi, đã phá được cái hệ rồi. Rồi, bây giờ. Đấy, qua anh thấy không ạ? Nó rất nhiều màu đỏ, xen kẽ là màu xanh này. Rồi. Cái thế màu xanh này là cái thế nước. À. Tràn đầy cái hệ mộc. Ok. Bây giờ là tùy anh đấy, bây giờ tùy sao anh. Sao tùy anh? Một cái màu nâu, không, à. Màu nâu nhạt. Màu nâu nhạt. Rồi, đây. Màu này màu nâu đất à, hay màu nào? Màu đất đẹp này, màu này màu nhẹ này. Màu nhẹ. Màu của Demon Step là cũng là chuẩn này. Ừ. Đó, đây là anh mồi màu đấy đi. Đây đúng không? Ok, mồi đây. Ra mà. Mấy nhà đầu tư hiện tại bây giờ sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em 98 anh ạ. 98 mà anh mồi cho em là 9 chia 8 là bao nhiêu nhỉ? 9 chia 8 bằng 1 phẩy mấy. Mở một hòm bác ơi. Sớ sao nữa? Okay à. Thầy ơi. Tiếp tục lại ít nhất phải 3 hòm. Ít nhất phải 3 hòm. Yes sir. Anh nhà đầu tư là đầu tư bao đô nhỉ anh nhỉ? 500 đô à? Đúng 500 không nhỉ? 500 mấy nhỉ? 14 chia 24 bao nhiêu nhỉ? Thì mày thấy lấy 14 triệu chia cho 24 cho tao ra bao nhiêu? Là 583. Ui. Làm tròn lên là 590 đi. Ra được con Dragon King em ạ. Bây giờ này, anh bây giờ mình tiếp tục mồi đi, 3 hòm đi. 3 hòm. À ok. 3 hòm nữa mà hòa vốn hoặc là lãi thì mình bắt đầu nhảy sang cái hòm tiếp theo. Ok. À thắng mình hay thua mình sang đúng không? Đúng rồi, thắng thua. Hòm tiếp theo này. Ui dồi ôi, đẹp quá nhỉ. Đây một hòm cuối nữa này. Yes sir. Hòm cuối này. Rồi. Sau bây giờ thì mình đi hòm. Ok này. Hòm tiếp theo. Này. Bây giờ hòm như vừa em vừa bảo đi. Hòm nào? Hòm vừa đấy, hòm 75 đô đó. Ui hòm đi. Hiện tại bây giờ là nhà hòm này ăn thì ăn rất nhiều. Thế anh ạ. Yes sir. Nhưng mà yes, thua thì thua rất nhiều. Mở không? Mở chứ. Phải dứt khoát lên. Dứt khoát đi. Dứt khoát lên. Anh mở cho em một cái thế gọi là thế 75 đô này, cộng thêm một hòm 5 đô nữa chúng ta sẽ đến những hòm cao hơn, được chưa ạ? Ờ. Mở thêm hòm 75 nữa là chúng ta tròn 400 đô, 400 đô. Hòm 75 không hòm khác à? Vẫn hòm đấy à? Thì hòm khác chứ anh, hòm 75 khác, nó nhạt đi một tí, Ôi lại được cầu Dragon King nữa này. Đấy, anh ơi, bắt đầu được cái thế đất anh thấy mở kìa. Ok, thế rồi đấy. Bắt đầu mở đấy. Karigan đâu? Màu gì? Karigan sinh năm bao nhiêu anh nhỉ? Sinh năm 90. 90 à? 90 98, 90 thì sao? 02468. Ờ, hợp anh ơi. Hợp tuổi. Mở luôn nhá. Hợp tuổi đâu. Rồi, yes sir. Mở luôn này. Thầy bảo mở là mở này. Ôi. Mẹ. Ôi 40 đô em ơi, vẫn được 40 đô. 40 đô bây giờ là bây giờ là xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến những cái hòm như hòm 100 đô. Hòm 100 đô. Để mở ra Dragon Law chẳng hạn. Hòm 100 đô. Hay là hòm 100 đô nào? Nó giống kiểu đào đến bến rồi. Thế à? Hòm 100 đô nào mà nó có đừng có dao anh ạ. Đừng có dao. Đây, đây rồi. Đây. Có bạn nữ luôn này.
Có bạn nữ luôn này. Có bạn nữ luôn. Đây hòm này. Ui không có dao luôn này. Không có dao luôn. Đúng rồi, cái hòm mày đang tìm ở đấy. Đúng hòm đang tìm ở đấy. Toàn súng để đào đất luôn. Rồi anh ơi. Anh cứ thẳng tay lên. Nào. Hòm đầu tiên này. Ui trời ơi, sao tao tách AK thì cũng được. Đấy, gần đến. Tiếp chứ, hòm thứ hai. Ui, phát tay đưa điêu rồi. Hòm thứ ba chưa? Hòm thứ ba, yes up. Mình còn update mà. Ok, còn update. Đúng luôn. Ui. Con này. Ôi giời ơi. Chuẩn em ơi, chuẩn em ơi. Thực ra ấy là... Là gì? Thực ra là cái việc để làm đây được đấy, chúng ta phải có nhiều công đoạn. Chúng ta đã có một găng tay để đạp. Và rồi. 100 đô tiếp theo đi. Thì có thể được con găng nữa. Đây. Con găng nữa đấy. Yes sir. Doanh nhân mà. Doanh nhân. Ờ thế đủ rồi. Kết thúc với cả 995 đô là 1.000 đô. 995 đô. 1.000 đô. Chúng ta đã có 1.000 đô. Rồi, bây giờ mình update đúng không? Update đi anh. Update đi. Hết tất cả hay mồi? Hết anh. Hết luôn à? Không xem cầu nào, cầu nào à? Một phải đã được ăn 2 thì thôi mất hết anh. Thế á? Ủa. X1.5 thôi anh. Ý cơ A trên YouTube nhé các bạn. X1.5. Trái phải à? Từ từ để xem. Ui. Con này được em ơi. Nào. Phải đi anh. Phải đi anh. Trông giống cút đấy. Quay nhanh thế. Ui. Nhà đầu tư đi hết rồi. Oh my god. Nhà đầu tư đi nhanh quá. Oh my god. Xin hãy tránh xa kiếm đó để 20 đô. Trời quá sức kiếm đi. Chưa thua bao giờ. Ui. Thằng Nick lại đến lượt ông Nick. Ui ôi. 15 triệu chuyển khoản. Em chưa thua bao giờ. Làm nhà đầu tư quá nhờ. Phá vía, phá vùng các kiểu, đọc lệnh các kiểu. Trời. Nào, bây giờ tao chơi hòm gì thì hợp lý. Em định hoạn cái màu đỏ lên, mình mà giã lên. Hay hòm này nhờ. Mày có cái gì đây? Mày mới này, tao chưa chơi giờ này. Wow. Đây. Ui dồi ôi. 15 triệu có thật. Trời không anh, em chuyển khoản nhé. Ui. Mày vừa chuyển khoản đấy rồi. Ok, mày anh cần mày phải vào Discord đấy. Riêng với nhà đầu tư là tôi bắt buộc là phải có lời. Có lời nói của nhà đầu tư về làm chơi. Neuron thần kinh của em ơi, em nhức quá. Ui, có red. Welcome. Nhà đầu tư đâu rồi? 15 triệu, cây cu lây tờ lên. Ui trời ơi. Đợi em tí, ok. Cây cu lây tờ lên. Ui, start butter, ské. Một chiếc hòm nữa. Tao cảm giác tao sắp đào đến cái gì rồi các bạn ạ. Trời ơi. Đen thế nhở? Gần đến rồi. Một chiếc hòm nữa, màu đỏ. Quay bom em. Đây rồi. Đến rồi em ơi. Yeah. Ui. Mày linh cảm ra chuẩn không mày? Mày thấy chuẩn không? Đào gần đến rồi. Nào. Thích màu gì? Em thấy cái stream của anh đang like đúng không? Em xem... Anh cứ cho em màu xanh đi. Xanh à? Ok, để anh tìm màu xanh. Đây, ui có cả nước anh luôn này. Cho khoảng 10 hòm đấy, 5 hòm đấy luôn đi anh. 5 hòm này đúng không? Dạ. Ui, mày sao mày vội thế? Đây, 5 hòm đấy đúng không? Nhà bao việc anh ạ. Luôn nhá. Vâng. Ok, ui, bạn này, em mày vội thế, đầu tư 15 triệu mà vội vàng ấy. Ui, 75 ra được 25. Anh cứ cho hòm 100 đô đi anh. Hòm 100 đô luôn. Anh cho em hòm vàng vàng định được. Đây, 75 cộng với 50 này. Cộng 50 này. Chạy sâu với nhà có cỗ mà nhà không biết. Nói chung là mình
Không, cũng tạm được thôi, 75 thôi. Được. Tiếp không? Tiếp đi em. Tiếp này. Cứ có lãi là tiếp luôn này. Ok, lỗ thì mình đổi hòm đúng không? Đúng rồi. Ui giời, R8 là hảo hòm. Tiếp đi anh, tiếp phát nữa đi. Tiếp phát nữa xem nào. Trời ơi, thêm tí nữa. Còn bao nhiêu đô nữa anh? Mình còn tầm 500. 400 bao nhiêu đúng không? Gần 500 nữa, gần 500 nữa. Anh cho 4 hòm này đi. 4 hòm luôn. Hay là từng hòm? Từng hòm một anh ạ. Từng hòm. Ok, làm 4 hòm. Làm 4 hòm. À xong, làm 4 hòm này xong là mình còn 75 đô nữa. Một hòm Carrigan nữa. Ui. Mở đi anh. Mở đi ra. Mở liên tục đi. Liên tục luôn. Đi. Ok. Anh mở tốc độ cao luôn. Nhà đầu tư này cháu cố à. Vội hơi vội. Vội. Hòm thứ 3. Chắc nó cũng phải ra cái gì đấy ở hòm này. Tao đoán là như thế. Tao có link cả là như thế. Đây em ơi. Đây rồi em ơi. Đấy tôi linh cảm. Ui, thế anh thấy tao linh cảm không? Nó phải ra cái gì đấy mà. Được em ơi, được em ơi. Tiếp. Còn. Thế còn một hòm 75 đô nữa. Còn một bảy hòm 75 đô nữa. Ui, Asimov. Ồ. 148 đô em ạ. Ấm luôn. Còn 75 đô nữa. Nổ mở nốt 75 đô đi anh. Một, anh chọn luôn vào hòm 75 đô nhá. Hòm nào được. Hay 70 nhá. Chả khác nhau mấy đâu. Dọc đàn đi. Anh đang bỏ hòm trên kia. Ừ. Ui, đi thêm tí nữa thì đẹp quá. Rồi. Tổng kết. Bây giờ có chế update đâu? Anh xem tổng kết bao nhiêu update. Ờ, đây. 1,5 nha. Vừa nãy một nhà đầu tư thua 1,5 rồi đấy. Mày vừa nãy cũng chẳng xem đúng không? Vâng. 045 đô. Nghĩa là mày đầu tư 650 đô. Mày ra được 1.000 đúng không? X2 á? X2 đi. Đây rồi. Ui giời ơi, lại còn Carabit Doppler nữa em ạ. Bên nào? Bây giờ là câu chuyện bên nào? Mốt à? Giữ luôn, chơi đi anh. Chơi luôn. Chơi đi anh. Ăn đấy, anh nghĩ là ăn đấy. Ăn đấy. Được rồi em ơi. Mình dừng hay là mình tiếp? Đi anh. Ăn rồi. Rồi. Ui, lỗi luôn cả trang web luôn mà. Ăn đến mức lỗi cả trang web luôn mà. Nhà cổ. Rồi, ăn rồi, đây rồi. Bây giờ... À thôi, gửi anh bom 500 đi. Ui, nhiều thế. Mày lấy về mà dùng. Không à? Em ăn một gấp đôi được à? Ok. Và đừng quên click vào link phía dưới hoặc sử dụng code BOMAN để nhận thêm 10% deposit anh em nhé.